Nhà cấp 4 2 mặt tiền, siêu rộng tại Mỹ Tho, Tiền Giang, 176m², full thổ cư, ngang 8 dài 22, giá chỉ 2 tỷ 2. Xin chào mọi người, chúc mọi người có một ngày mới tốt lành và tràn đầy năng lượng. Em là Thức Bất Động Sản Miền Tây, chuyên bán bất động sản ở Tiền Giang. Ngày hôm nay em sẽ giới thiệu cho quý cô chú anh chị một ngôi nhà cấp 4, đường ô tô 7 chỗ tới nơi. Đây là nhà trước mặt quý cô chú anh chị ha. Nhà có là số nhà sẵn luôn là 835. Là địa chỉ của con ngôi nhà này là ấp Bình Phong, xã Tân Mỹ Chánh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Thì em sẽ tiến vào cái ngôi nhà này nha. Thì vị trí ngôi nhà này là cách cái đường Trần Thị Thơm là khoảng 300m thôi. Cách cái quốc lộ 50 là khoảng là 1km là tới. Thì nhà chúng ta được thiết kế là rộng rãi. Mấy bên phải nhà đây thì có sân rất là rộng. Nếu như chúng ta có thể là tận dụng được là đậu được 2 chiếc ô tô. Thì phần bên đây của cái ngôi nhà thì là có một cái chòi nhỏ, chúng ta có thể là tận dụng để là uống nước trà, là chỗ là sinh hoạt cũng như là nhậu nhẹt đều được. Thì trước đây là chủ nhà có là nuôi chim, thì phần này là chúng ta có thể là tận dụng để là dùng một cái nhà để là uống nước trà hoặc là nhậu nhẹt đều được. Thì nhà chúng ta với thiết kế là một phòng khách, hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh, một bếp và có là cửa hậu thoát hiểm phía sau. Thì nhà chúng ta là có hai mặt tiền. Rồi em sẽ tiến hành đi vào cái ngôi nhà mình nha. Ở đây là khu vực là gian bếp được thiết kế là ở giữa nhà. Thì cái ngôi nhà này có rất nhiều cửa sổ thì tạo cái ánh sáng cho nhà rất là thông thoáng. Thì cái phòng khách này chúng ta có thể là đặt một bộ ghế sofa và một cái tivi. Thì giữa cái phòng khách và phòng bếp là có một cái bức tường giả gỗ để là ngăn cách hai cái phần là phòng bếp và phòng khách. Thì em sẽ tiến hành đi vào. Thì em sẽ tiến hành đi vào bên trong cái phòng ngủ. Thì đầu tiên là cái phòng ngủ đầu tiên này là có một nhà vệ sinh ở phía trong, chung cái phòng luôn. Thì nhà chúng ta với diện tích là 176m², full thổ cư. Nhà có hướng nam là chiều ngang mặt tiền là 8m, chiều dài là 22m. Nhà chúng ta có là hai mặt tiền nha. Và ở đây là cái phòng ngủ thứ hai. Thì được chủ bán đi với cái giá là 2 tỷ 2 thương lượng. Thì ở vị trí nhà mình á là thuộc là ấp Bình Phong, xã Tân Mỹ Chánh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Vị trí này chúng ta đi vào cái trung tâm thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang là khoảng là 10 phút lái xe là tới. Và ở đây là mặt tiền đường phía sau. Thì chúng ta có thể tận dụng là lối thoát hiểm cũng là được. Thì xung quanh là dân cư sinh sống và hiện diện. Đây là lối mặt tiền sau. Thì quý cô chú anh chị nào có quan tâm đến cái ngôi nhà này 176m², nhà cấp 4, ngang 8 dài 22, tại là Tân Mỹ Chánh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, thì vui lòng liên hệ số điện thoại trên màn hình. Chính em Thức Bất Động Sản Miền Tây sẽ cùng quý cô chú anh chị đi xem nhà cũng như là thương lượng giá cả nếu như mình muốn sở hữu cái ngôi nhà này nha.